chào cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại là mình đang ở New Phòng Hia nha mọi người. Ở bên này rất là đẹp và đông vui. Mọi người thấy cái cầu đằng kia không? Bây giờ mình sẽ đi qua bên đó, mình tìm cái đường mình đi lên, mình quay cho mọi người coi nha, đẹp lắm mọi người. Ai mà tới New Phòng Beach á là phải tới New Phòng Hia nha mọi người. Bây giờ mình cùng đi nha. Mọi người ơi, mọi người thất vọng quá, tưởng đâu là đi vô được mà bữa nay á họ đóng cái cổng rồi mọi người ơi. Nhưng mà không có sao, giờ mình tới gần chỗ đây mình view cho mọi người xem nha, xong rồi mình đi ra kia mình quay một xíu nữa. Đóng cổng rồi mọi người ơi, số không được số hưởng rồi. Ở đây nha mọi người ơi, ở đây coi view nha. Đóng cổng rồi. Đó, mọi người thấy không mọi người ơi? Đông lắm, người ta tới đây câu cá nữa luôn kìa. Quá đẹp luôn. Đây này mọi người, đây là xung quanh ở cái chỗ phía dưới New Phòng Hia nha mọi người nha. Bên đây là người ta cho thuê, mọi người thấy bên kia không? Cho thuê lướt ván đó, lướt sóng đó mọi người. Đó. Thích đi lên trên cái cầu đó mà nó bị đóng cửa rồi, đóng cái cổng rồi, tiếc quá mọi người ơi. Ở đây rất là đông nha, đi xe đạp nha. Đông vui quá phải không mọi người? Giống Việt Nam không ta? Giống mấy cái khu du lịch biển Việt Nam á. Mình thấy có cái nhà gì đằng này nè, mình vô đây mình quay cho mọi người coi nha. Cái này cái gì đây? À, cái chỗ này người ta bán đồ hải sản nè mọi người. Mà bây giờ tại vì đóng cửa rồi đó. Đó, để mình quay cho mọi người coi. Tuy là mở cửa lại nhưng nhiều cái cửa hàng cũng đóng cửa nha mọi người. Đó, nó làm mấy cái cửa hàng ngồi bán dễ thương mọi người ơi, bằng thuyền không à. Mình tới gần mình quay thử coi.
đó, thấy tên cửa hàng á mọi người, như chợ vậy đó, bán đồ hải sản á mọi người, nhưng mà nó làm dễ thương vậy đó, đẹp ha. Trời, cái này giống cây chuối vậy. Ở bên kia dọc theo bên này nè là nhà hàng nha mọi người. Để mình quay xuống dưới đây cho mọi người xem. Đó, đi dọc xuống dưới đó là nhà hàng. Mấy thằng này nó chạy xe đạp ghê quá. Để mình đi tới cửa hàng này mình quay. Sáu muối này Mandy ơi. Cơ bắp cuồn cuộn của bà này mà thấy không bà Mandy? Tôi đĩa cho bà liền. Tôi đi đâu tôi cũng đĩa sáu muối cho bà hết trơn á. Đi đi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.